Chào các con, hôm nay các con học bài mới Unit 3, Is it a plane? Lesson 3, Sounds and Letters. Hello, 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 how are you? Hello, hello, hello. How are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello. Hello, how are you? Letter G. Go. Girl. G. Guitar. Listen and chant. Girl, girl, girl. G, g, g. Guitar, guitar, guitar. G, g, g. A girl with a guitar. G, g, g. A girl with a guitar. G, g, g. Letter G. G. Girl. Guitar. Now do page 24 of workbook. Number one, trace tree g. Trace tree g. Các con đồ chữ cái tree âm g. Các con đồ chữ cái tree âm g. Number two, trace and write the letter tree g.
Các con sẽ đồ và viết chữ cái tri âm g từ đầu dòng đến cuối dòng. Các con đồ và viết chữ cái tri âm g từ đầu dòng đến cuối dòng. Number 3. Trace the letter on the words. Trace the letter on the words. Các con đồ chữ cái tri trên từ go và chữ cái tri trên từ guitar. Các con đồ chữ cái tri trên từ go và chữ cái tri trên từ guitar. Number 4. Listen and draw a line. Listen and draw a line, tức là các con lắng nghe và các con nối thành một đường thẳng. Các con lắng nghe và các con nối thành một đường thẳng. Tree, girl, guitar, girl. Tree, girl, guitar, girl. Bye-bye, goodbye. Bye 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 goodbye. I can clap my hands, I can stamp my feet, I can clap my hands, I can stamp my feet. Bye bye goodbye.